Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư chuẩn Bá Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay bản tin pháp luật USA.blog.com tiếp tục nói về những vụ đại án đang và vừa xảy ra thưa quý vị. Thì trên màn hình quý vị thấy đây là bà tổng giám đốc công ty quốc cường Gia Lai À, nổi tiếng đó là bà à, Nguyễn Thị Như Loan vừa bị bắt tạm giam và vừa bị khởi tố, thưa quý vị. Nhà riêng của bà đã bị à, lực lượng cảnh sát cơ động cùng với người điều tra viên của bộ Công an cùng với đại diện viện kiểm sát nhân dân đã tiến hành à, à, lục soát và lấy đi. À, tất cả tài liệu rồi máy tính dữ liệu của công ty quốc cường gia lai à, Chuyện gì đang xảy ra đã xảy ra thưa quý vị thì à, có những tin đồn nói rằng à, có thể đây là đánh từ sản xin nhắc lại là những tin đồn thưa quý vị và mở ngoặc kép là có khi là thấy người ta giàu rồi à, chụp cho cái tội này tội kia đóng ngoặc kép nhưng mà đó chỉ là những uh, tin đồn vô căn cứ à, vụ việc xảy ra đã xảy ra như thế nào thì chúng tôi sẽ trình bày và phân tích cho quý vị uh, Khang thính giả cặp đời có thể hiểu được câu chuyện quốc cường gia lai uh, rất nổi tiếng từ quý vị uh, cậu quốc cường thì ai cũng biết trời uh, uh, siêu xe sang có bộ sưu tập siêu xe rất nổi tiếng hầu như là các loại xe nổi tiếng trên thế giới, đắt tiền nhất trên thế giới thì cậu cậu ấm hay quý tử nữa? quốc cường đều sở hữu thưa quý vị. Thì khoan nói về cậu quốc cường vì cậu không có liên quan nhiều đến cái công ty quốc cường gia lai trong lúc này thưa quý vị. Sau này thì có thể điều tra thêm thì sẽ biết là có sự dính dáng như thế nào. Vì sao mà cậu siêu giàu một cách thần tốc, nhanh chóng, mạnh tài như thế? thì có những tin đồn nói rằng công ty quốc cường đã rồi như uh, chiếm dụng vốn, chiếm dụng đất của nhà nước rồi lấy làm cao su rồi bán cao su lậu uh, làm giàu một cách nhanh chóng ở gia lai hoặc là đốn rừng, uh, bán rừng vân vân và vân vân thưa quý vị. Nhưng mà vụ việc hôm nay thì chúng tôi nói đến khu đất vàng 3939A Bến Vân Đồn thưa quý vị. Và như quý vị thấy trên màn hình thì báo chí truyền thông cũng đã đến để mà đưa tin về vụ việc bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO tổng giám đốc của công ty Quốc Cường Gia Lai vừa bị bắt tạm giam để chuẩn bị khởi tố điều tra thưa quý vị. Mà đây là điều tra đặc biệt của Bộ Công an chứ không phải là một vụ việc bình thường Thì à, câu chuyện liên quan đến à, như đã nói là khu đất vàng hiện nay Thì à, khu đất này đã thuộc về à, sở hữu tư nhân của công ty à, Novaland Thì câu chuyện này nó khá dài và nó cũng đã xảy ra nhiều nơi trên thế giới Không riêng gì ở Việt Nam thưa quý vị Đó là hồ biến à, Tài Sản Công tài sản nhà nước thành ra tài sản tư nhân thưa quý vị. Nói chung là tìm mọi cách luôn lách luật để mà hô biến từ tài sản của nhà nước biến thành tài sản công một cách thần kỳ. À, xin lỗi từ tài sản nhà nước biến thành tài sản công rồi từ tài sản công bắt đầu đá qua đá lại cuối cùng thành tài sản tư nhân rồi từ tư nhân này chuyển sang tư nhân khác cuối cùng thì mất dấu rồi quý vị làm giàu một cách phi pháp thì đó là cái cách mà nhiều quan chức tham nhũng nhiều thành phần ăn hối lộ rồi bóc nối móc ngoạ với tư nhân để mà hóa giá tài sản của nhà nước giá rẻ mạc rồi sách đem đi bán cho tư nhân, giá cao thậm chí bán cho nước ngoài, giá cao vân vân thưa với vị. Những cái trò này nó diễn ra khắp nơi trên thế giới không riêng gì ở Việt Nam hay ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Hà Nội hay bất cứ nơi đâu trên thế giới đều lặp lại một kịch bản, lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lùi cũng là biến thủ tài sản công, tài sản của nhà nước, rồi tìm cách xóa dấu vết thẩm thục che mắt lập ra một cái liên minh ma quỷ để mà ăn tươi nút sống tài sản công Rồi tài sản công này thì có thể là bên tàu bên thủy có thể là nhà cửa uh, của nhà nước hay là công sở của nhà nước trụ sở của nhà nước vân vân thưa với vị thì họ lợi dụng và nhiều cái chính sách ưu đãi này nọ chẳng hạn như chính sách uh, cổ phần hóa chẳng hạn như vậy thì ở đây chúng tôi xin nói lạc đề một chút xíu cổ phần hóa tức là tài sản của nhà nước hoặc là công ty nhà nước biến thành cổ phần hóa nhưng mà cổ phần hóa thì là một mục đích tốt nhưng các ông quan tham bà quan tham lợi dụng cái chính sách cổ phần hóa để mà chiếm đoạt nhiều cổ phần to lớn nghiêng về phía phần mình rồi từ một công nhân viên một quan chức bình thường bỗng nhiên biến thành đại gia giàu nức độ độ vạch nhờ phù phép giấy tờ qua mắt thiên hạ thưa quý vị qua mắt thanh tra nhà nước thanh tra ngân hàng thanh tra chính phủ vân vân và vân vân thì trong vụ việc này hiện nay thì công ty quốc cường gia lai nợ đầm đìa mà con số ở đầm đìa này lên tới 15.000 tỷ đô la Xin lỗi 15.000 tỷ đồng tiền Việt thưa quý vị à, Trong đó có khoảng vay phải trả lại nóng Sắp xỉ 4.493 à, tỷ đồng Gần 5.000 tỷ đồng phải trả nợ vay ngắn hạn vân vân rồi hiện nay số vốn còn lại của công ty quốc cường gia lai chỉ còn 30 tỷ đồng tiền việt thưa quý vị thịnh thưa vậy là như vậy à, nói riết hội thành ra là tiền đô nhưng đây là tiền việt thì à, như quý vị thấy trên màn hình là bên phía các điều tra viên của bộ công an đã tịch thu tài liệu hồ sơ của công ty quốc cường gia lai để nhằm điều tra và củng, củng cố chứng cứ để mà truy tố thưa quý vị thì à, vụ việc liên quan như sau xin trình bày một cách rõ ràng chi tiết cho quý vị khán thính giả khắp nơi có thể hiểu được là công ty quốc cường gia lai này có mối quan hệ làm ăn về vấn đề cao su, mũ cao su với tổng công ty cao su việt nam thưa quý vị. thì tổng công ty cao su việt nam này có cao su thành phố hồ chí minh, cao su biên hòa, cao su bà rịa vũng tàu vân vân mỗi nơi đều có những cái công ty con hay những chi nhánh thưa quý vị. thì trong đó có trụ sở của tổng công ty cao su việt nam ở 39 39 a bến vân đồn. Thì nhắc lại là những người liên quan tới vụ này đều đã bị bắt thưa quý vị. thì công ty cao su việt nam Ban giám đốc một số quý vị cũng đã bị bắt giữ, bắt giam, tạm giam vân vân để điều tra. Thì uh, bắt đầu có những mối liên minh từ từ thành liên minh ma quỷ làm ăn gian dối. Là bên phía công ty Tổng công ty cao su Việt Nam bắt đầu cổ phần hóa và giao cái trụ sở cho hai cái chi nhánh À, đó là chi nhánh cao su ở thành phố Hồ Chí Minh và cao su ở Bà Rịa Vũng Tàu và bắt đầu trò ma giáo sự quý vị ở phía cao su bên thành phố Hồ Chí Minh nắm giữ 80 phần trăm sở hữu chủ và bên phía cao su Bà Rịa Vũng Tàu 20 phần trăm Chúng tôi nói gọn con số để cho quý vị hiểu Trên thực tế thì có thể xê xích một chút xíu Như là 80 chấm mấy phần trăm Một bên thì 19 chấm mấy phần trăm Nhưng chúng tôi làm tròn số để cho quý vị hiểu là Bắt đầu có sự chia tách tài sản à, Đá xéo, đá nháy Bắt đầu từ công ty Tổng công ty cao su Việt Nam Bắt đầu không chịu trách nhiệm Mà bắt đầu chia tách tài sản của nhà nước Thành ra hai cái đồng sở hữu chủ. Thì sau đó họ bắt đầu họ lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn à, Phú Việt Tính thưa quý vị. À, bắt đầu à, từ công ty nhà nước bắt đầu giao cho hai công ty có mùi tư nhân để mà quản lý Phú Việt Tính do bên phía cao su thành phố Hồ Chí Minh nắm là 80% và Phú Việt Tín uh, bà rịa vũng tàu nắm 20% thừa quý vị. Rồi sau đó một vài năm im ắng coi như là uh, nghe ngóng tình hình rồi từ từ là Phú Việt Tín lại ủy quyền cho hai công ty nữa bây giờ bắt đầu là bỏ chữ phú và bắt đầu là Việt Tính thưa quý vị cũng là tư nhân hóa bắt đầu tư nhân hóa từ tài sản công biến thành từ từ tư nhân à, bắt đầu là bây giờ ủy quyền cho hai công ty một thành viên là Việt Tính do bên phía cao su thành phố Hồ Chí Minh và cao su uh, bà Rịa Vũng Tàu thì từ cái hai cái công trị được ủy quyền này. Ủy quyền một cách ma giáo thưa quý vị. À, bắt đầu đem rào bán thưa quý vị. Và trong đó thì bà Nguyễn Thị Như Loan. Tổng giám đốc của quốc cường Gia Lai. Mua được thưa quý vị. À bắt đầu mua. Tức là giao dịch giữa tư nhân với tư nhân. Được ý quyền. Ý quyền một cách mà giao bắt đầu giao tài sản của nhà nước từ một công ty ủy quyền à, Phú Việt tính bây giờ Việt tính rồi Việt tính bắt đầu chuyển sang cho Quốc Cường Gia Lai thì Quốc Cường Gia Lai mua được tài sản đây là tài sản coi như là tài sản rồng tài sản mà không qua đấu giá thì không qua bất cứ một hình thức đấu giá công khai nào trước công chúng cả mà âm thầm lén lút qua mặt tất cả mọi người vào từ tài sản nhà nước chuyển thành tài sản tư nhân của quốc cường gia lai rồi quốc cường gia lai sau khi mà sở hữu trồng tréo giấy tờ sở hữu được một cái đại trụ sở của một công ty tổng công ty của nhà nước thì quốc cường gia lai bắt đầu tìm cách đem rào bán thưa quý vị thì lúc bấy giờ 2014 thì thanh tra chính phủ bắt đầu nghe có mùi tanh tanh thưa quý vị bỗng dưng từ 2009 thì trụ sở của tổng công ty cao su Việt Nam một công ty quốc dân nhà nước bây giờ bỗng dưng ở đầu lòi ra cái bà Như Loan cái bà tổng giám đốc của quốc cường Gia Lai thì bà chồng tiền mua hết tỷ này tỷ kia cuối cùng thì bà mua được tại vì như đã nói là tách ra hai công ty ủy quyền cho nên bà phải mua của công ty này công ty kia hai công ty đó cũng lại móc ngoặt với bà như loan rồi móc ngoặt với là các cán bộ của tổng công ty cao su việt nam cấp cao tức là từ hàng phó tổng giám đốc trở lên thưa quý vị để mà hợp pháp hóa sở hữu chủ một cách bất hợp pháp tức là lòng dòng rồi cuối cùng tài sản của nhà nước của nhân dân biến thành tài sản của tư nhân một cách êm thấm qua nhiều năm không ai để ý hoặc là người ta có để ý nhưng mà người ta cũng không biết là chiêu trò ma giáo liên minh ma quỷ như thế nào vì hồ sơ giấy tờ ở Việt Nam thì giấu kín từ quý vị, vị thay vì ở các nước thì họ phải đăng lên họ phải dán lên trên trước cửa các building giấy tờ của sở hữu chủ chẳng hạn như là tòa nhà này đã bị 50% sở hữu chủ của nhà băng ABC vân vân đã bị thế chấp thì khi người ta vào cái tòa nhà đó người ta biết ngay là tòa nhà này không còn sở hữu chủ của ABC chẳng hạn như vậy rất rất rõ ràng xin thưa quý vị như vậy nhưng ở Việt Nam thì gọi như giấy tờ không được công khai cho nên là thậm chí một cái căn building tòa nhà được thế chấp chỗ này chỗ kia mà ngay cả ngân hàng cũng không biết thừa như vậy nói chung là cần phải công khai giấy tờ như thế dạng ngay trước cửa kiến ngay lối đi vào để tất cả mọi thông tin đều được công khai minh bạch thì mới chống lại cái sự liên minh ma quỷ tham nhũng trong bóng tối thì như mà chúng tôi đang phân tích thì bà này sau khi mà mở ngoặc kép là mua được giá hời đóng ngoặc kép không qua đấu thầu gì cả Thế là bà móc ngoạc với công ty khác để mà bán tài sản của nhà nước. Đứng làm trung gian được với vị. Nhưng mà bà này hơi hơi bị hớ và hơi bị ngu. Thưa quý vị, lẽ ra bà phải lập nhiều công ty khác để mà che giấu cái việc quốc cường Gia Lai mua được tài sản của nhà nước. Thì chính quốc cường Gia Lai vì cái tài sản quá lớn cho nên phải đứng ra đứng tên thưa quý vị. Thế là loại trần à. Rồi từ con số mua được Như đã nói là mua lại sở hữu chủ Từ hai công ty à, Việt Tính Hai công ty này thì thật ra là cũng chả có ai cả Chỉ là công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lập ra để mà Biến tài sản công, tài sản nhân dân, tài sản nhà nước Thành ra được ủy quyền để đem đi bán Đây là vi phạm pháp luật Việt Nam hết sức trầm trọng khi mà không qua đấu thầu minh bạch công khai, không niêm yết giá gì cả, chỉ là thẩm thuộc mua đại một cái giá tầm bậy tầm bạ. Thì cuối cùng bà này mua được trong tầm giá khoảng 400 tỷ đồng tiền Việt. Rồi chỉ cần trong tích tắc nháy mắt sang tên kiếm hơn 400 tỷ đồng tiền Việt nữa thưa quý vị. Nói chung là sang nhượng qua tay bà thì bà Hồ biến thành là đứng ra trung gian rồi bán tài sản gấp gáp cho công ty Novaland, một công ty tư nhân. Rồi bà phủi tay, có như là mu mô gai hàng, bóc nối bóc vặt với lại bên phía tổng công ty cao su Việt Nam, Hồ biến, bà có hơn 400 tỷ đồng tiền Việt một cách bất hợp pháp nhanh chóng gọn lẹ một thứ uh, mafia uh, cướp tiền uh, giữa ban ngày thưa quý vị. thì uh, hiện nay bà đã bị uh, bắt giam và như đã nói là công ty Quốc cường gia lai nợ đầm nợ đi uh, thưa quý vị nhưng lúc nào thì cũng xe sang nhà sang cửa sang nhà lầu xe hơi nhưng cuối cùng chắc cũng là ảo hết vì tài sản hiện nay của công ty chỉ có 30 tỷ đồng tiền Việt mà nợ thì đâm đìa hết ngàn tỷ này tới ngàn tỷ kia vân vân à, nói chung thì đời không biết được thưa quý vị hôm nay là đại gia ngày mai có thể đi ăn mày hay ngày mai có thể đi vô tù không biết lúc nào tất cả đều là do ông trời sắp đặt tuy nhiên do lòng tham của con người đã biến từ một người chân chất bình thường có thể trở thành một mafia một chùm uh, bất động sản ảo rồi cuối cùng lừa gạt lùa gà lùa vịt lừa tiền tiền đây thì có thể tiền của người dân tiền của những người mua chứng khoán tiền của những người mua bất động sản ảo rồi có thể là tiền của chính phủ tài sản của chính phủ tài sản công hô biến biến thành tài sản tư nhân mua bán bình thường qua những chương trình như hóa giá qua những chương trình như mua bán lén lút bí mật khiến cho xã hội càng lúc càng bất ổn được với vậy nói chung là đồng tiền đã làm tha hóa con người rất nhiều thì chương trình đến này tạm chấm dứt xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả khắp nơi xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh thành thật cảm ơn xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới